Truyện tích 1. Đức mẹ đi tu 15 năm. Beatrice, một thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp, chị được ơn kêu gọi gia nhập nữ tu viện ở Bonro, Tây Ban Nha. Khi vào dòng, chị được mẹ bề trên và các chị dòng rất yêu mến, vì Beatrice tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ một thời gian sau, chị được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi mân coi. Hôm ấy, nhà dòng có đại hội, thiện nam tín nữ đến cầu nguyện rất đông. Trong số đó, có một chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm chú nhìn nữ tu Beatrice, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tang lễ, chàng nán ở lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau một hai lần, rồi chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề, không sao chống trả nổi. Chị đã quyết định cùng chàng trai bỏ nhà dòng trốn đi, xây tổ uyên ương. Trước khi ra đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ và nói: "Xin mẹ tha thứ tội lỗi cho con không thể ở lại và con ra đi." Sau 15 năm sống theo đàn tội lỗi, thỏa mãn xác thịt với chàng trai xinh đẹp, nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai, chàng thanh niên ruộng rẫy và xin lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc ấy, chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây, 15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui. Nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng, chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa, chị hối tiếc dĩ vãng, nguyên rủa hiện tại và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình cờ một ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng. Chị đánh bạo hỏi thăm: "Anh có biết dì Phước Beatrice không?" Anh trả lời: "Tôi biết, dì là một vị thánh sống và hiện nay là bề trên tập viện." Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Người ta có lầm không?" Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết, chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ, chị vội chạy vào nhà giờ. Và trong nhà thờ thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: "Con đã bỏ mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con, mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở lại, mẹ trả áo dòng và chìa khóa cho con tiếp tục nhiệm vụ như xưa." Nói đoạn, Đức Mẹ biến đi. Beatrice vào tu trở lại một cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi qua đời, chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe và kết thúc: "Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi mân côi hàng ngày." Lời bàn, câu chuyện có vẻ khó tin nhưng có thật, vì đã có hơn 10 thầy dòng tên xác nhận là đúng. Đó là các thầy Cesario, thầy Rowe, thầy Raymond và thầy Pickwick.
dựa vào quyền lực của chuỗi mân côi thì việc gì Đức Mẹ cũng làm được để bảo vệ uy tín cho con cái mẹ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, 100 truyện tích mân côi của Linh Mục Thomas Trần Khắc Khoan đã cố gắng chứng minh đề cao chuỗi mân côi của Đức Mẹ chỉ với một mục đích duy nhất là làm sao chúng ta hết thảy là con cái của mẹ yêu thương hãy lơ bớt chút thì giờ lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, ít nhất mỗi ngày một chuỗi, thời gian chừng 10 phút. Một ngày chúng ta có 24 giờ, không lẽ không dành cho Đức Mẹ được 10 phút hay sao? Thật sự cũng không cần phải chứng minh sự quan trọng của chuỗi mân côi bằng các tông thư, tông huấn của các đức giáo hoàng, mà chỉ cần một phép lạ duy nhất, một lời nói duy nhất là mỗi khi Đức Mẹ hiện ra ở đâu, Đức Mẹ đều khuyên bảo mọi người hãy năng lần chuỗi mân côi cũng đủ để nói lên sự quan trọng của chuỗi mân côi như thế nào rồi. Xuyên qua bằng ấy chứng cớ tài liệu, có thể kết luận rằng lần chuỗi mân côi là phương pháp cầu nguyện tốt đẹp nhất, cao trọng nhất và đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Tạ ơn Chúa.